chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió.
người về đây có gì chú bác anh em gần xa. Đây đã vang tiếng đàn tiếng ca từng bừng chúc mừng tình ta. Hân hoan một đàn em bé rước mâm khăn hồng khung khính đùa vui. Trên tay em vòng hoa cưới thắm tươi bên người như hé môi cười. Rồi chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh. Ngựa ô rước dâu sẵn sàng thiếp lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Rồi, rồi mời mẹ miền cao nữa. Con chú đúng rồi. Nhà ai có cô dâu hiền, ô
đây có con lợn quay, xôi đầy mâm, cháo đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Chập chờn đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con y chang mi miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, cau đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Đầu hòa hai bên gia đình, đúng là hôm nay tháng cúc ngày lành, mong trò cái điều sang nhà gửi em. Qua thực ngày hôm nay hưng hoang hỏi nhà trai đón nàng chú hiền, hỏi nhà gái đón chàng thì thao. Hai bên gia đình cùng đôi hương tiến vào bên trong ám thờ cho tiên gia đình hỏi nhà trai chúng tôi để chuẩn bị làm lễ cầu gia tiên. Xin kính mời hỏi nhà trai và hỏi nhà gái tiến vào bên trong luôn ạ, để chúng ta làm lễ cũng như là ghi lại kỷ niệm đẹp đến từ camera nhiếp ảnh của tôi. Cầu cho liên tục cho những con của nhà trước cái điểm đã mắc công bà, sau là dấu hiệu người thảo đẹp tình thông gia. Và tiếp theo xin những người thân nào có quà, chúng ta đi vào bên trong để tránh mất thời gian của hai vòng. Hôm nay đám cưới hai cháu, bà nội tặng hai cháu một món quà, chúc cho hai cháu năm năm hạnh phúc, sau này hai cháu làm ăn phát đạt đúng số xây nhà, bà nội sẽ cho thêm. Thấy vậy đó, mẹ còn nhiều lắm. Mẹ tao thấy tới bãi rồi. Tiếp theo xin mời ông ngoại của chú rể. O đầu tiên. Cảm ơn món quà của O rất là nhiều với. Và tiếp theo xin mời O thứ ba.
chúng ta đã đến với phần tặng quà của những người chị của chú rể. Tiếp theo xin mời, trước đây là chú rể còn đi học là mấy chị đám cưới là chú rể phải nhìn ánh sáng để mua quà tặng cho mấy anh mấy chị. Bây giờ mấy chị sẽ trả lại cho mấy em nhiều hơn chút xíu. Tiếp theo xin mời chị thứ ba. Em chú rể. Năm nay em út của chú rể vẫn chưa có người yêu. Tiếp theo con à, bên nội con à. Đây là món quà đến từ bà cô của chú rể. Em không bao gì. Đến là anh muốn lấy anh bụng. Cảm ơn bà cô. Tiếp theo xin mời chú Hòa. Chứ là cảm ơn chú Hòa. Rất là nhiều. Tiếp theo ạ. Đây là món quà đến từ cầu Cường. Cảm ơn cầu Cường. Tiếp theo là món quà từ cầu Trắng. Chúng ta cảm ơn vợ chồng cầu Trắng rất là nhiều. Còn ai nữa không ạ? Xin mời. Đây là bác. Chúng ta cảm ơn bác rất là nhiều. Tiếp theo em của chú rể. Nói chung là ai có là tặng lần luôn á. Cảm ơn món quà đến từ em chú rể. Tiếp theo chị của chú rể. Còn ai không ạ? Em à, hai cháu một phong bì. Thấy ít thì hai cháu được có đen, nhưng thấy nhiều thì cứ em và cầm. Cho đội ngữ xin mời hai họ lên nào. Cảm ơn rất là nhiều. Này, và quý vị hai họ gia đình chúng ta cùng an toàn thưởng thức thức uống giải khát. Cảm ơn anh chị. Kim Bằng, âm thanh, ánh sáng xin được hướng hoa cho đón toàn thể tất cả quý vị khách quý, quý quý vị nước ngoài hai bên gia đình, quý tôn gia cùng bạn bè thân hữu gần xa, đặc biệt là hàng xóm láng giềng. Ngày hôm nay đang về dự chương trình buổi tiệc lễ tân hôn của đôi trai tài gái sắc, chú rể Điền Trang Nguyên Bảo và cô dâu xinh đẹp Navi. Lời nói đầu tiên cho MC Lưu Vĩ Khang thay lời cho hai bên gia đình, xin gửi đến tất cả quý vị khách quý trong phòng tiệc. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, đúng là yêu nhau của Huế đã tìm ra một đứa trái tim hạnh phúc nhất của đời mình đi suốt cuộc đời còn lại, đó là yêu vợ chồng. Và hôn lễ đã được cử hành tại tư gia họ nhà trai theo phong tục tập quán của dân tộc Việt. Và sau đây chúng ta hãy cùng vinh danh những người quan trọng nhất, đặc biệt là những bậc làm
Thưa quý vị, kết tình thông gia với gia đình họ người Tây có sự hiện diện của quý ông Trần Minh Bắc và cái bà Huỳnh Thị Nguyệt là song thân phụ mẫu của cô dâu Navi sẽ tiến lên sân khấu của ra mắt tất cả quý vị luôn ạ. Và rất mong tất cả quý vị. Kính thưa tất cả quý vị, quả thực thì ngày hôm nay là một trang sách mới đầu đời vợ chồng của Đỗ Hương sẽ được mở ra, đánh dấu mới trên con đường là đầy hoa và đầy hạnh phúc. Hôm nay xin kính mời tất cả quý vị chúng ta một nữa hướng thẳng ra cổng chính của hôn đường, hãy dành một tràng tay lớn để nâng bước chân đôi duy ương. Tất cả quý vị, trên sân khấu trung tâm là một bức tranh rất là đẹp của ba cặp huyết ương của hai thế hệ. Niềm vui sướng lúc này của gia đình đó là sự hiện diện rất đông đủ của tất cả quý vị. Chúc phúc cho đôi huyết ương chúng ta. Để cảm ơn quý vị, sau đây xin được đọc kính mời thân phụ của chủ đề sẽ có một lời phát biểu. Thưa tất cả quan viên hai họ, họ đàn trai và họ đàn gái được sự nhất trí của đối với gia đình, hôm nay là lễ thành hôn của con chúng tôi là Nguyên Bảo và Navi. Chúng tôi rất thành thật cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời gian quý báu để về đây dự lễ chung vui cùng gia đình. Chúc quý vị được sức khỏe thành đạt. Các bạn sẽ có một món quà. Xin trân trọng kính mời vị đại diện nhà hàng sẽ có trung tâm đến với giây phút thăng hoa cho ngày cưới. Đầu tiên xin mời đối phương thì đến thăm bánh kem. Tất cả quý vị, một chút ngọt ngào trong những chiếc bánh kem giờ đây nó sẽ hợp quyền trong một chút cây nồng trên thấp điểm sân bay. Đôi ngương sẽ nguyện với nhau rằng tây bên chiếc mũi dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa. Thật đẹp như mơ.
nhạc sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mộc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc
dùng bữa tiệc liên hôn. Vui mừng trong ngày lễ thành hôn của hai cháu hôm nay, thay mặt một lần nữa thay mặt cho họ mình trai xin cảm ơn và nguyện cầu ân trên cho bà con được nhiều giàu sức khỏe và thắng lợi trong cuộc sống. Xin chào. Hàng xóm láng giềng và đồng nghiệp của Bùi Huy Hương ngày hôm nay đang về dự chương trình biểu tình lễ kết hôn của đôi trai tài gái sắc, chủ đề Huyên Bảo và cô dâu Navi. Lần đầu tiên cho phép MC Lưu Vĩ Khang thay lời cho hai bên gia đình xin gửi đến tất cả người thân quý trong phòng tiệc lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng thân thương và đồng nghiệp. Nhưng chúng ta đã biết đôi người đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp để đến với ngày hôm nay. Sau sự vun đắp yêu thương của gia đình, đôi người đã quyết định đến với nhau cùng gốc gạo thổi cơm chung. Tất nhiên có được ngày hôm nay không thể không phải đến những người thân trong gia đình, đặc biệt là những bậc làm cha làm mẹ, những người mà luôn dõi theo vun đắp cho đôi tình ơn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng vinh danh những người quan trọng này. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hướng thẳng ra bên. Chúng ta có thằng lớn thay cho tiếng pháo nâng bước chân đôi chân này gái sắc Huyên Bảo và Navi lên sân khấu. Khi tất cả quý vị đến đây tham dự rất là đông đủ để chúc phúc cho đôi uyên ương Huyên Bảo và Navi, để cảm ơn tất cả quý vị sau đây xin đọc kính mời quốc vụ chủ đề sẽ có một đôi lời phát biểu. Thưa quý vị toàn công trường, bà con thân hữu Hoàng Sa và bạn bè thân hữu Hoàng Sa, bọn chúng tôi dám cấm đấu để về đây thì để việc thật hôn của con chúng tôi là Huyên Bảo và Navi. Chúng ta cảm ơn những lời phát biểu đến từ gia đình. Và sau đây xin mời tất cả quý vị hướng lên sân khấu trung tâm đến với giây phút thăng hoa trong ngày cưới. Đầu tiên xin mời đội hương tiến đến thăm bên nhà. Về nơi mà tôi yêu dấu, người đến đây đầy khát khao cùng tiếng hát hòa đắm say. Và những mặt của Hương Hương, những từng mảnh kem sừng trên những bậc thang tình yêu hạnh phúc trên một lâu đài tình ái, đó là từ chân số 1 thắp điện sâm băng. Để ghi nhớ công ơn này, xin mời đôi Hương hãy cùng hai tay nâng chén rủ hồng dâng lên trao. Xin phép được bắt.
cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1 2 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1 2 3 vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già.
Mong chờ đêm từng đêm dệt những
say, giờ đã bên nhau qua rồi giấc mơ dài. Anh ơi hôm nay em cứ ngỡ đắm chìm vào giấc, đêm nào em nằm mơ. Anh nghe trong tim ngàn cơn sóng trào dâng, tiếng yêu em mãi không rời. Quý vị khách quý, quý quan viên nội ngoại hay họ, quý tỉnh thông gia, quý bạn bè thân hữu gần xa, có biệt có mặt trong bữa tiệc mừng hạnh phúc hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Kiều Vân, Thanh Tiến xin được thay lời gia đình ban tổ chức, âm thanh ánh sáng, Nguyệt Tám, nhà tiệc cưới Hồng Hạnh xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt. Vâng thưa tất cả quý vị thân mến, phúc tổ di lai, sinh ra thì nhận vợ, sinh gãy thì gả chồng, đó là quy luật tạo hóa tự nhiên của con người chúng ta. Và đền vợ gả chồng, xây dựng hạnh phúc tương lai cho con cái chính là trách nhiệm bổn phận của những bậc cha mẹ khi mà con cái của mình đã bước vào cái tuổi cập kê của cuộc đời. Kính thưa tất cả quý vị kính mến, sau một khoảng thời gian dài mà Nguyên Bảo Navi qua lại tìm hiểu và yêu thương, thì hôm nay cùng với sự chung tay tác hợp của bố mẹ đôi bên gia đình, sự thừa nhận của chính quyền địa phương sở tại, thì hôm nay ước mơ hạnh phúc và đôi bàn tay của chúng ta cùng với gia đình thực hiện lời hứa tốt đẹp trong tình yêu của mình. Và đây là lý do chính đáng nhất mà gia đình chúng tôi, đặc biệt là cô dâu chú rể, đón những sự hiện diện đúc đủ của quan viên hai họ, quý vị quan khách cùng đến với buổi tiệc mừng phú quý của đội tân hôn Nguyên Bảo Navi. Vâng, thưa cùng tập thể của vị khách quý, để cho cô dâu chú rể chúng ta có được ngày hôm nay thì không thể không nhớ đến những người đã có công ơn sinh thành dưỡng dục, đó là các bậc làm cha mẹ. Và ngày hôm nay họ xứng đáng được tôn vinh. Và trong giây phút long trọng này, tôi xin được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của hai gia đình. Đầu tiên xin được trân trọng kính giới thiệu đại diện đến từ phía họ nhà gái, quý ông Trần Minh Bắc, quý bà Nguyễn Thị Nguyệt, là song thân cao quý của cô dâu Navi. Xin trân trọng kính mời của cô dâu. Và đến từ phía tham gia của gia đình, xin được kính mời hai gia đình chúng ta cùng tiến lên trung tâm sân khấu. Xin kính mời. Kính thưa cùng với toàn thể tất cả quý vị kính mến, biệt chầu tên nghĩa phu thê, mẹ cha đã đành thì anh về với em, giấy chầu thì cuộc này thân câu, câu kia đã chín tàu xanh là rồi, long thùng đã kết thành đôi, mừng cho đôi trẻ trọn đời bên nhau. Và hôm nay chúng ta đến đây cùng chúc mừng cho mỗi ban giao thông gia của hai gia đình sẽ mãi mãi là bà con tiên. Và đặc biệt hơn nữa, nhận lời chúc mừng kỷ niệm của tất cả quý vị sẽ cùng nhau tô điểm thêm cho ngày phúc quý của Navi Nguyên Bảo. Vâng, và ngay bây giờ đây không để cho quý vị chúng ta phải chờ lâu hơn nữa, Nguyên Bảo xin mời. Cùng với toàn thể tất cả quý vị thân mến, tân lang tất ước tân hôn lễ, tân nữ tân giao tân hợp thành, giấy ngẫu đoàn viên tân đức trồng, hầu xin kể thể phúc trâm anh. Và hôm nay chúng ta đến đây cùng sự kiện và chúc mừng không ai khác chính là bố mẹ của cô dâu, hành trang để dành tặng cho người con gái và người con rể của mình. Xin mời ba mẹ trao quà cho hai con. Mẹ thì cũng còn niềm vui trọn vẹn đâu, bằng niềm vui khi được chứng kiến con thằng mình đã khóc lớn trưởng thành đến ngày thành gia lập thất. Thì hôm nay những gì mà những bậc làm cha làm mẹ đã từng trải qua, những vất vả gian lao thất
vào hôm nay nhận được vui độ, nhận lời dặn dò thật ý nghĩa sau một khoảng thời gian mà những bậc làm cha làm mẹ đã cô dâu của chúng ta sẽ không dặn dò cho con gái nhận kinh nghiệm sống của một người làm vợ làm dâu. Và xin được chân thành cảm ơn món quà của ba mẹ và kính chúc ba mẹ luôn luôn dồi dào sức khỏe để luôn đồng hành với hai con trong chuyện đò của cuộc đời. Và tiếp theo, nhân cố một làm lòng trong vườn lại có một món quà dành tặng. Mời món quà của ông ngoại, trân trọng kính mời ông ngoại trở về sân khấu trao quà cho hai cháu của mình. Tôi xin được trân trọng giới thiệu và thông báo kính mời món quà từ phía một người bên ngoài gì của một ngày. Ông ngoại để chúc mừng cho ngày cưới của hai cháu và cần chúc ông sống. Tiếp theo xin được kính mời lên sân khấu đại diện để từ người mẹ ngoại gì sẽ tiến lên cho sân khấu chúc mừng hạnh phúc cha con. Vâng, xin kính mời mẹ Hiếu. Chân thành cảm ơn món quà của mẹ rất nhiều. Và tiếp theo những món quà từ phía bên nội của gia đình, trân trọng kính mời món quà của vợ chồng bạc Thiên. Xin mời cô giáo đón nhận món quà của vợ chồng bạc Thiên. Xin được chân thành cảm ơn vợ chồng của bác hôm nay để dự tiệc mừng phúc quý của hai cháu. Lời chúc mừng của gia đình bà Phương. Và tiếp theo là kính mời món quà của Âu Kiều. Điểm của Âu Kiều. Xin được kính mời món quà của vợ chồng chủ Thịnh An. Ban đầu tiểu sắp món quà của vợ chồng Di Bé Chi dành tặng cho hai cháu của mình. Chúng tôi xin được thông báo và kính mời món quà của vợ chồng Di Bé Em. Vâng, xin chân thành cảm ơn món quà đến từ vợ chồng Di Bé Chi rất là nhiều. Vâng, chân thành cảm ơn món quà của vợ chồng Di Bé Em. Và tiếp theo kính mời vợ chồng của Di Tý. Cầu thường và mùa xuân ở vùng ạ. Vâng, xin kính mời ạ. Mở ấn. Và tiếp theo kính mời món quà của chị Nông. Cảm ơn món quà của chị Nông. Và bây giờ là thân mời món quà của em Chi, người em gái của cô dâu. Vâng, xin cảm ơn món quà kỷ niệm của em Chi rất nhiều, người em gái của cô dâu. Hôm nay món quà để chúc mừng cho chúng ta đang được một nụ cười thật tươi để cầu mong cho anh chị sớm được làm vợ làm chồng cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Em gia đình nhà gái sẽ có đôi lời chân thành cảm ơn. Thay mặt cho hai gia đình xin hân hoan chào đón toàn thể các vị khách quý, bà con cô bác, anh chị em có mặt trong buổi này. Kính thưa toàn thể chú bác hay hò, kính thưa toàn thể anh chị em, kính thưa toàn thể chủ nhân của đình tính thiệp hồng. Có được sự nhất trí của hai gia đình, có được sự đồng tình của đứa bạn trẻ, có được sự chia sẻ tất cả bạn bè đây. Ngày hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ phúc quý cho hai cháu. Trước tiên tôi thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn toàn thể các vị khách quý, bà con cô bác, anh chị em không ngại đường ngại xa xôi và bỏ một chút ít thời gian quý báu của mình đến chung vui với gia đình chúng tôi trong buổi tiệc cưới hôm nay. Bỏ đi không uống để chúc mừng cho con cháu của chúng tôi được ngàn lành hạnh phúc. Người ta thường nói rất ngon miệng. Xin trân trọng cảm ơn và một lần nữa cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn ấy. Không hay. Rằng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm Đinh Dậu, đôi bạn trẻ của chúng ta đã chính thức nguyên vợ thành chồng. Chúng ta là một đôi, tình tú trời cao thành hương miệng xa.
chuyện tình yêu của họ. Hãy cùng dành cho họ những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Ta đang chính thức vui chơi đủ thứ hai để chính thức đón lên. Chúng ta đã cùng chúc một nhịp cầu, cùng chúc một lời đi, hoặc cùng thiện nguyện dù cho chúng ngày mình tô thắng bước. Và tiếp theo xin mời cô dâu chúc mừng. Và chúng ta chính thức kế nên duyên vợ chồng. Xin mời hai thân gia của gia đình ạ. Chúng ta sẽ được sẵn lại gần nhau hơn, nâng cấp chẳng ly để mỗi tình thương gia sẽ được gắn kết bền lâu. Và xin được mời toàn thể tất cả quý vị hãy cùng nâng ly để chúc mừng một cô vợ. Thank you.
chỉ đạo quốc hội thắng lời của quốc thống và xin chỉ đạo. Chúng tôi trong buổi tiệc cưới hôm nay thì cũng không có gì hơn, trước lúc trong hội nhà trai sắp về thì hội nhà gái xin trân trọng cảm ơn hội nhà trai đã đến và chung vui với chúng tôi trong buổi tiệc cưới hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho gia đình hội nhà gái xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Tràn ánh trăng thề, dòng nhạc tình đã tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu, trong mắt em buồn về mau. Em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau. Em ai nhịp bước em thêm lạ lời, cùng điều buồn chơi vơi đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình dịu sát đi em để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn, tiếc thương chi trời rộng thênh thang vương vấn đề rồi một đời cứu ma. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười, vượt nghìn trùng qua bể khơi dắt dìu cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình nhiều trông gai có tay mình, xin cảm ơn đời còn nhau ghi sâu phút ban đầu bằng bài tango cho em. Là lời cùng điều buồn chơi vơi.